Sáng nay ngày 8 tháng 9, ngay sau khi bão số 3 vừa đi qua thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã điều động gần 70 cán bộ chiến sĩ ra giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão tại phường Đông Hải 2, quận Hải An. Các cán bộ chiến sĩ tổ cơ động của Bộ Tư lệnh Vùng đã khẩn trương dọn dẹp, cưa cắt những cây bị bật gốc, đổ chắn ngang các trục đường chính để bảo đảm an toàn giao thông thông suốt, giúp các hộ gia đình bị bay mái tôn, cây đổ đè lên mái dọn dẹp gọn gàng, tiến hành dọn dẹp, tháo dỡ các công trình bị hư hại tại các trường học của phường. Với tinh thần tích cực, trách nhiệm cao, cán bộ chiến sĩ đã cơ bản khắc phục xong hậu quả do bão gây ra trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn phường, đảm bảo các phương tiện và người dân lưu thông an toàn thông suốt.